chặt phong mà nuôi buôn bờ phèn này cửa xuồng nè nón mình ở prapat nam monatrid nằm bài chế ba chủng ngữ covid đập làm buồn tệ cửa xuồng sông capiba này cả một chiếc cơ bản tranh sập đầy nè nón tu từ đây bị cả prapat ở sát monatrid rưỡi cỏ mono pi ra ba pi viravid ba pi vira ba nam sol ba pi đôi miligram khả ở sát này cứ chia nam prapat sầm rạp chế ba chủng ngữ covid đập làm buồn chưa bộ phê thân nằm cổ rõ bài mùi cầm bóng miền trầm nuôn xa sập cổ rõ. Mà ta đã giá sạc đáy nè nốt bọc xuống xuống khá bì bác của bàm bình chế thả cổ rõ mùn nu đài mình cua bộ thân nằm bộ phê nì phong đáy miền đồ chía cổ mà. Bà sơ bát tập hiếp nâng bộ sạc tập hiếp rõ bó. Bà mono pira vít, bà mono pira vít. Bà chung bùa nè trầm ngư bà dụ tên chiêng đọc rõ bạch nam mình toàn bàn sạc xa bình chế nà lại tì. Bà tí bay cư nhẹ nghe bà tạc cảm, bà hàm bà chùm bùa nhẹ đã nghe miền bà tạc cảm chùm mùi được xa thiệt xa cảm, rưỡi cỏ xa rạc thiệt, bà rùm xóm nà mùi này ở sật. Tí bay cư sật trầy miền tay bùa, bà tố bay chìa mần miền tên đàn ấy, bì kà bà. Bà mùi nô phì rà viết, bà lưu sật trầy bà miền tay bùa cả đói bần tài. Các sắc xa lơ sát mà bạn bằng hán thả bị cả bốn từ lớp phía bằng co cầm nạn. Đối chứ nè, bà mô nô bà phì ra vịt. Bà mình trở bàn nè nô mọi bà nâng 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 ẩm lòng phê mình bà tây bù đi. Sẽ trái đại bàm rong nâng miền quá. Cô đại bà ca bình dưa cầm nạn. Đã miền bà sắc đập hiếp xâm ra bà dạ bê bà chứa bá. Nâng xâm ra bà dạ bê buôn ngay bàn to bàn cho bì bà. Bà mô nô phì rà vịt. Bà tí pram cư chia trái cư tí bấy, tí bốn cư ở sạch trái bằng bài đọc ồn. Bà kê bùm toàn bàn đăng là lại tệ thác tả mô nô phì rà vịt. Bà đi gò xà thiệt xòm nà muối này mô nô phì rà vịt đại mình vật tổ miên này khăn nông tật đò mà nú. Đi gò bà bò tật đò kà bà là tật đò mà nú. Đi gò á tí bôl đò tử rùa. Mà đa bòm bà ấy đọc mà đài nụ. Bà ca sốc xa chờ môi khuyên nhiên nâng cư mô nô phì rà viết lờ sát đài bòm bà ấy đọc màn trời bàn phù lãng tế. Đòi bà ai tờ lờ sạc đàn thường bốn nơi bà tạc cảm đồng khan mọc bí. Mô nô phì rà viết. Bà lơ con khuyên ca bòm bà ấy đọc con màn trời bà nè nôm nâng nông mòm lòng bè phù chì bá. Nâng xâm lạc đầy dạp bế buồn thường ngày. Bàn tò bí bàn chọc ca bà bà chân nam anh châm buông bà thân nam bà phê ní tiệt sao bà cổ xuông của bàn bằng chạy bì bà tạc cảm rùm khan phó đài. Đò dương tam tình hình ấy tam đàn bà sạc xa bằng hàn thác. Ở sốt ní cứ ách bằng đà ở miền phó rùm khan tình tuốt. Đôi chìa rịa trong áo út thỉnh thống chư bá. Nâng ách miền ca tuôn lờ sức bách tư gò cổ tiêu trọ ạ phó đài. Bà chân nam chân ra mô đề thà cổ xuông cứ nà nôm châm buông hả. ប្រភេទមនុស្សចំនួន4ដែលទី1គឺកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំបាទទី2គឺអ្នកងាយប្រតិកម្មនឹងឆ្នាំទី3គឺអ្នកមានផ្ទៃពោះទី4គឺស្ត្រីបំបាយដោះកូនបាទមិនគួរប្រើថ្នាំមូណូភីរ៉ាវីតេព្រោះកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បាទសុខភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា